Benzema đang là chúa tại Real Madrid. Theo cựu tiền đạo Samuel Eto'o, bất chấp sự trỗi dậy mạnh mẽ của Vinicius, Karim Benzema vẫn là vị chúa đầy quyền năng tại Real Madrid. Vị chúa của thành Madrid, Real đang thi đấu thăng hoa trên mọi đấu trường sau khi giành vé qua vòng bảng Champions League. Họ tiếp tục giữ ngôi đầu tại La Liga. Hôm Chủ nhật, Los Blancos đã giành chiến thắng 2-1 trước Sevilla nhờ sự tỏa sáng của Vinicius Junior. Tiền đạo người Brazil hiện đã có 9 bàn thắng chỉ sau 14 trận tại La Liga. Real đã tìm thấy ngôi sao mới có thể gánh vác hàng công trong nhiều năm. Nhưng đối với Samuel Eto'o, Karim Benzema vẫn đang là vị vua đích thực của đội bóng thành Madrid. Mọi người đều nói về Vinicius, nhưng với cá nhân tôi, Benzema mới là thủ lĩnh đích thực của Madrid, Eto'o chia sẻ với tờ AS của Tây Ban Nha. Vinicius là một cầu thủ giỏi và sẽ vươn tới đẳng cấp hàng đầu thế giới, nhưng hiện tại cậu ấy vẫn phải nhường vị trí của một vị chúa cho Benzema. Rõ ràng Karim vẫn đang là chúa tể của thành Madrid. Nhiều người vẫn luôn thắc mắc về mối quan hệ giữa Cristiano Ronaldo và Benzema. Chỉ khi Cristiano ra đi, chúng ta mới thấy tầm quan trọng của Benzema. Real vẫn tiếp tục thắng vì họ còn có Benzema. Siêu sao lão hóa ngược. Dù đã 33 tuổi, nhưng dường như Benzema đang lão hóa ngược. Sau nhiều năm phải làm nền cho Cristiano Ronaldo, Benzema đang dần bước ra ánh sáng. Anh liên tục thiết lập các kỷ lục ấn tượng và dường như chỉ ngày càng sắc sảo theo thời gian. Ở trận đấu với Bilbao, tiền đạo người Pháp ghi bàn duy nhất ở phút thứ 40 để mang về trọn 3 điểm cho kèn kèn trắng. Los Blancos vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga, tạm thời hơn đội nhì bảng Atlético 7 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Với cá nhân Benzema, anh đã có cho mình một cột mốc đáng nhớ. Cụ thể, tiền đạo người Pháp hiện đã có 35 bàn thắng sau 46 trận cho Real Madrid trong năm 2021. Theo tiết lộ của PokerStars Sport trên tài khoản Twitter, cựu tiền đạo Lyon đã cân bằng thành tích tốt nhất của chính anh trong một năm dương lịch. Trước đó, Benzema ghi được 35 bàn trong 50 trận vào năm 2019. Anh vẫn còn 5 trận từ nay đến cuối năm 2021 để phá kỷ lục này. Benzema xứng đáng đua quả bóng vàng. Sau khi Ronaldo ra đi, Real đã không còn được nhắc đến nhiều trong cuộc đua quả bóng vàng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Benzema xứng đáng được kỳ vọng mang về vinh quang cho kèn kèn trắng. Sau khi Benzema tiếp tục nổ súng và thể hiện phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc, người hâm mộ của Real đã liên tục hô vang quả bóng vàng dành cho anh. Và tiền đạo người Pháp cũng có những cử chỉ cảm ơn tới người hâm mộ. Trong cuộc bầu chọn quả bóng vàng 2021, Benzema chỉ đứng thứ tư. Đây là điều vô cùng đáng tiếc vì anh đã có một năm thi đấu đầy ấn tượng và xứng đáng có vị trí cao hơn. Trong năm 2021, ngoài việc ghi 35 bàn thắng, Benzema còn giúp Real vào đến bán kết Champions League và đứng thứ hai tại La Liga chỉ với 2 điểm kém nhà vô địch Atlético. Anh cũng thi đấu tại đội tuyển Pháp khi được gọi trở lại sau nhiều năm bị bỏ rơi. Tại vòng chung kết Euro 2020, Benzema ghi tới 4 bàn sau 4 trận nhưng không đủ để giúp Le Blues vượt qua vòng 1/8. Tuy nhiên, anh đã ghi bàn ở cả bán kết và chung kết để giúp đội tuyển Pháp giành chức vô địch UEFA Nations League. Ngay cả bản thân Vinicius cũng dành những lời có cánh cho người đàn anh. Benzema thật ấn tượng, anh ấy khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Một cầu thủ bóng đá tuyệt vời và tôi rất thích được thi đấu cùng anh ấy. Tôi muốn giúp Benzema ở đây lâu hơn nữa và sẽ làm mọi thứ để một ngày nào đó anh ấy có thể giành được quả bóng vàng. Vinicius nói thêm, dù không thể có thứ hạng cao tại giải quả bóng vàng 2021, nhưng Benzema có quyền hy vọng vào năm sau. Anh đang trình diễn phong độ còn ấn tượng hơn mùa trước, đồng thời Real cũng đang có thứ hạng tốt hơn hẳn. Tính từ đầu mùa giải 2021-2022, Benzema đang có 17 bàn và 8 kiến tạo chỉ sau 19 trận trên mọi đấu trường mùa này. Trong số này, có 12 bàn và 7 kiến tạo sau 14 trận tại La Liga và 5 bàn cùng 1 kiến tạo sau 5 trận tại Champions League. Real thì vẫn đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng La Liga và đã có vé qua vòng bảng Champions League với ngôi đầu bảng D. Los Blancos tràn trề hy vọng sẽ có danh hiệu ở mùa giải năm nay. Ở tuổi 33, Benzema đang bùng nổ mạnh mẽ để có lần tỏa sáng cuối cùng trước khi bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Và sẽ thật tuyệt vời nếu anh có được một quả bóng vàng.